Chào các bạn, mình tên là Văn Võ Quốc Cường. Hôm nay mình xin được chia sẻ với lại các bạn bài Cơ thể nóng nảy được trích ra từ sách Bệnh thường gặp thuốc dễ tìm của Lương Yên Hoàng Duy Tân. Để thực hiện bài thuốc này thì chúng ta cần tới dược liệu là bí đao 100g và ốc bu thì 20 con. Cách thực hiện thì chúng ta cho vào 2 lít nước, nấu còn 2 chén là khoảng 400ml, chia làm 2 lần uống sáng và chiều. Để biết thêm chi tiết thực hiện như thế nào và đã sử dụng trong trường hợp nào trên lâm sàng, xin các bạn lắng nghe câu chuyện sau đây. Dịp nghỉ hè, nhiều gia đình ở thành phố cho con cháu về vùng quê chơi để đổi gió. Những ngày tháng sống chật chội, oi bức ở thành phố khiến cho các cháu rất thích không khí thoáng mát, trong lành ở đồng quê. Tuy nhiên, những tháng nghỉ hè đó lại là những tháng nắng, nhiều hôm nắng rất gắt, được tự do thoải mái đi chơi. Nhiều cháu vui chơi suốt ngày ở ngoài chơi, dưới ánh nắng chói chang, nhưng do chưa quen chịu đựng được sức nóng như các cháu ở vùng quê, nên nhiều cháu bị sức nắng nóng hành. Nếu không biết cách trị đúng mức, nhiều cháu mất khá nhiều thời gian nằm bệnh một chỗ, mất cả những ngày vui. Hoàng Thanh AL, 16 tuổi, vào dịp hè, được bạn ở miền quê rủ về quê bạn chơi. Suốt ngày đi chơi, tắm xong, rất vui vẻ. Đến ngày thứ ba, người cháu nóng ran như sốt, miệng khô, lưỡi khô, tiểu gắt, táo bón và đầy bụng. Gia đình bạn cho rằng cháu bị cảm sốt, mua cho cháu vài liều thuốc tây uống. Uống xong khoảng nửa giờ thì hạ sốt, nhưng sau đó khoảng 2 giờ lại sốt tiếp. Cứ hạ sốt rồi lại sốt như vậy đến ngày thứ hai, nhờ tôi cho thuốc uống. Khi xem các triệu chứng, tôi nhận thấy tuy cháu có nóng nhưng không phải là cái nóng của cảm. Vì nếu cảm, cháu phải sợ gió, sợ nước, nhưng ở đây cháu vẫn chạy chơi, tắm rửa rất nhiều lần trong ngày. Trường hợp này là do thời tiết nóng làm tổn thương phần huyết gây nên, nên dùng cách trục nhiệt ra qua đường tiểu, bệnh sẽ khỏi một cách dễ dàng. Quanh nhà sẵn dược liệu, chúng tôi hướng dẫn dùng bí đao 100g, ốc bu 20 con, cho vào 2 lít nước, còn 2 chén 400ml, chia làm 2 lần uống sáng và chiều. Uống chén nước thứ nhất, đến trưa cháu đi tiểu được nhiều, người bớt nóng, bớt bức rứt trong người. Đến chiều, uống tiếp chén thuốc còn lại, ngủ một đêm sáng hôm sau, người cháu thấy mát hẳn. Các triệu chứng khó chịu đều biến mất. Trong bài thuốc này, chúng ta có sử dụng tới dược liệu là bí đao, còn gọi là bí xanh, còn trong đông y gọi là đông hoa, nó thuộc họ bầu bí. Theo đông y thì bí đao có vị ngọt và tính hàn, nó có tác dụng lợi tiểu, tiêu thủng, giải nhiệt độc, chỉ khát và giải rượu, thường dùng trị bụng chướng nước và đại tiểu tiện không thông. Ngoài bí đao ra thì chúng ta còn sử dụng tới dược liệu là ốc bu, được gọi là điền loa trong đông y, nó thuộc họ ốc nhồi. Theo đông y thì ốc bu có vị ngọt, tính hàn, nó có tác dụng trừ thấp thanh nhiệt, lợi đại tiểu tiện, chỉ khát và giải rượu. Tất cả đó là những chia sẻ của bài thuốc này. Các bạn nào sử dụng những bài thuốc có các thành phần động vật hoặc cơ quan nội tạng của chúng thì nên niệm Phật và hồi hướng cho oan gia trái chủ của chính mình, tức là những con vật mà các bạn đã từng ăn và những con vật đã hy sinh mạng để cứu mình. Làm như vậy thì vừa mau hết bệnh thân, vừa xả được bệnh nghiệp của các bạn, mà vừa lại thêm công đức niệm Phật để về sau được thân an, tâm lạc. Còn các bạn có đạo khác thì các bạn cứ làm theo những lời khuyên tốt trong kinh, trong đạo của các bạn đã dạy và cố gắng làm thiện tích đức giúp đỡ mọi người. Bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật các video mới tải lên thì các bạn có thể bấm chữ đăng ký bên tay phải ở phía bên trên màn hình. Chúc các bạn mau lành bệnh, có một ngày thật là vui vẻ, thêm sức khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình. Chào tạm biệt các bạn.